Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn một cái kinh nghiệm rất là hay để chữa sốt cho trẻ bằng mà không dùng thuốc kháng sinh mà dùng một cái thứ rất là quen thuộc đó với các bạn, đó là củ chuối. Có thể các bạn đã nhìn gặp cây chuối ở khắp nơi mà các bạn đã đi, các bạn đã từng được tiếp xúc với cây chuối. Tuy nhiên về nguồn gốc của nó thì không phải bạn nào cũng biết. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn sơ qua về những cái kiến thức mà mình tìm hiểu được. Chuối thì được thuần hóa ở Đông Nam Á và nhiều loài chuối dại thì vẫn còn mọc lên ở New Guinea và Malaysia, Indonesia và Philippines. Gần đây thì di tích về khảo cổ học và môi trường cổ tại đầm lầy Cúc của tỉnh Cao Tây Nguyên Papua New Guinea gợi rằng chuối được trồng ở đấy bắt đầu trễ nhất từ năm 5.000 trước công nguyên, nhưng có thể từ 8.000 năm trước công nguyên. Vụ khám phá này có nghĩa rằng cao nguyên New Guinea là nơi mà chuối được thuần hóa đầu tiên. Có lẽ những loài chuối dại khác được trồng ở những vùng khác tại Đông Nam Á. Đây là theo tài liệu của Wikipedia. Và một những cái tài liệu khác mà mình tìm hiểu được đó là chuối thì thường mọc thành từng bụi, nhưng để chuối sinh trưởng tốt thì người dùng thường trồng mỗi bụi khoảng từ 1 đến 3 cây và những cây nhỏ yếu sẽ được loại bỏ. Và nếu như bụi chuối quá nhiều cây thì có thể đào chuối và trồng đi chỗ khác. Có nghĩa là chuối sẽ được trồng bằng cây con, đúng không ạ? Và thân chuối thì có hình tròn thẳng đứng và rất là nhẵn. Thân của chuối thì được cấu tạo thành bởi những cái bẹ gù vào với nhau. Và bẹ càng ở phía trong thì màu sắc càng thẫm, càng ở phía ngoài thì cái màu của nó càng thẫm. Và bẹ nằm ở chính giữa thì có màu trắng, có nghĩa là càng về trong thì rất là trắng bởi vì nó được bao bọc bởi một cái lớp bẹ ở phía ngoài. Và vì cây thường mọc lên cao và thẳng và hơi vững nên thường bị nhầm lẫn với cây thân cây thật. Còn thân giả là một số loại cây có thể cao từ 2 đến 8 mét và với lá kéo dài từ 3,5 mét, và mỗi thân giả có thể ra một buồng chuối màu vàng, màu xanh hay ngả, ngay có cả màu đỏ nữa, và trước khi chết và bị thay bằng một thân giả mới. Và quả chuối ra thành từng lải treo vào mỗi tầng, hay là mỗi gọi là lải có khoảng 20 quả và mỗi buồng có từ 3 đến 20 nải lá chuối. Về lá thì mặt trên của lá thì có màu xanh thẫm và mặt dưới của lá chuối thì có màu xanh nhạt và có phần trắng. Và chuối được trồng chủ yếu để lấy quả. Và mỗi quả riêng có vỏ sai, xung quanh thịt mềm mà ăn được. Vỏ và thịt đều ăn được dưới dạng tươi hay đã qua chế biến, đó là nấu. Nhưng người phương Tây thì thường ăn thịt chuối còn tươi và vứt vỏ đi, trong khi thì một số nước Á Đông vẫn nấu rồi ăn cả vỏ và thịt chuối. Và chuối chứa rất nhiều vitamin B6 và vitamin C và kali. Ở như mình biết thì chuối xanh thì có thể sắt lát mỏng và dùng để quấn ăn với thịt bún, nấu canh và đặc biệt là trong món thịt chó, đúng không ạ? Và chuối chín thơm ngon và có nhiều dinh dưỡng và có thể ăn ngay được và dùng chuối chín để làm bánh hoặc là làm kẹo. Thì ngoài ra thì sau khi lấy quả chuối thì cái thân của cây chuối thì được dùng để làm thức ăn cho gia súc. Và khi thân cây chuối còn non thì có thể làm nộm hoặc thái mỏng ra để ăn cùng với các loại rau sống mà ở chợ các bạn thấy họ vẫn thái cùng. Hơn nữa thì khi khô thì cái bẹ của chuối rất dẻo và dai và có thể dùng làm dây buộc. Và lá chuối thì có thể dùng làm gói bánh, làm thức ăn cho gia cầm, có nghĩa là gà, vịt. Và lá chuối khô thì có thể được dùng làm nguyên liệu đốt. Và cái phần xương chạy theo lá chuối khô rất là bền và có thể dùng để làm dây buộc được. Còn cái phần lõm chuối mới ra cuộn tròn thường được mọi người dùng để cầm máu bằng cách giã nát hoặc nhai rồi đắp vào vết thương. Thì đặc biệt hơn nữa đó là bắp chuối, thì khi cái nải trong bắp đã nở hết thì người ta cắt bỏ cái bắp chuối để xào, nấu canh hoặc là làm nộm cũng rất là ngon. Nói qua như vậy có nghĩa là cây chuối này rất là hữu ích và không có một bộ phận nào mà chúng ta không dùng đến. Và đặc biệt nữa, và bây giờ thì mình xin vào nội dung chính mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đó chính là công dụng của củ chuối để chữa sốt cho trẻ em. Có thể các bạn đã biết được củ chuối được người dân dùng để nấu canh. Khi mà các ăn thịt chó thì ngoài việc người ta lấy quả chuối để người ta nấu canh thì người ta còn lấy củ chuối nữa để nấu canh ăn rất là ngon.
Tuy nhiên thì ngoài cái tác dụng dùng để nấu ăn như vậy thì củ chuối được người dân ở vùng các vùng quê sử dụng để chữa sốt cho trẻ rất là tốt. Và mình đã thấy rằng ở chỗ mình thì họ đã áp dụng và nhiều và rất có là hiệu quả. Đây các bạn có thể thấy đây là cây chuối này. Cây chuối này thì có phần hoa chuối này, thân chuối. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm xem cái phần nào có củ chuối non vừa chồi lên nhé. Đây là phần củ chuối này, các bạn sẽ chặt hoặc là các bạn đào lên, các bạn để lấy cái phần củ non. Ở đây thì mẹ mình chặt của mình, tuy nhiên thì chặt bằng dao nên là được hơi nông. Có nghĩa là các bạn sẽ cố gắng lấy cái phần củ của đấy, củ chuối non này này. Đấy, các lấy cả cái phần trắng trắng non non này. Các bạn nên lấy phần này nhá, lấy phần củ này. Không phải là thân mà là củ, củ của chuối thì không có bẹ. Đây là cái phần trên này bẹ. Đây các bạn nhìn thấy cái củ này, mình vừa chặt xong thì nó chỉ được một chút củ dính ở đây thôi, còn lại là cái thân non. Do là mẹ chặt bằng dao không phải làm đào nên nên là được ít. Thì các bạn sẽ chuẩn bị thì các bạn sẽ đeo găng tay vào cho sạch tay, đỡ nhựa. Vì chuối này khi mà chúng ta mới đào lên thì màu trắng, nhưng chỉ cần để một lúc thì là nhựa chuối nó thành màu đen. Sau đó thì các bạn phải cắt hết này cái phần củ non này. Ở đây là mình chỉ show các bạn cách mà họ làm đi chưa sốt cho trẻ thôi, chứ mình không thực hiện. Đây là các bạn theo dõi và thực hiện cách làm, mình chỉ chia sẻ cách làm thôi. Đây các bạn sẽ giã nhỏ như vậy. Các bạn có thể dùng cối to hơn hoặc là dùng thật nhiều củ hơn, để chúng ta còn có phải đắp, dùng đường củ này để đắp này, để uống và xoa vào tay cho trẻ nữa. Các bạn sẽ cho một chút muối trắng và các bạn sẽ giã. Đây cái phần củ này để một lúc nào nó đã có nhựa ra màu đen như thế này rồi. Thật sự thì bài thuốc này rất là hiệu quả, và từ trước khi mà mình ở nhỏ, mấy anh em mình đều được mẹ dùng cái này rất là tốt, và không mấy khi phải dùng kháng sinh. Các bạn sẽ giã thật mịn và các bạn lấy hơi nhiều một chút để chúng ta có đủ, vừa có một chút nước, vừa có cái để chúng ta đắp, và vừa có nước, một chút nước thôi để các bạn sẽ cho trẻ uống. Các bạn lưu ý là ở đây mình chỉ show các bạn cách làm thôi, còn thực tế thì mình không phải làm để chữa bệnh nên là hơi ít đấy các bạn. Đây khi mà có một chút nước này thì các bạn có thể lấy một chút nước này cho trẻ uống. Uống này nó hơi có một vị hơi, nó không hẳn là chát, nó chỉ hơi 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 có một vị một chút, và cộng với một chút mặn mặn của muối cũng rất là dễ uống. Sau đó thì các bạn lấy cái phần này các bạn bôi vào tay cho trẻ, tay vào lòng lòng bàn tay và lòng bàn chân. Và cái phần này thì các bạn sẽ để một chút nước. Ở đây mình quên chưa chuẩn bị, mình sẽ đi lấy một cái miếng vải để các bạn sẽ cho cái phần củ này. Đây là mình thì một lúc là cái phần chuối nó sẽ nhựa là sẽ màu đen như thế này. Các bạn sẽ cho vào một miếng vải, có thể các bạn dùng một cái khăn, hy sinh một cái khăn, vì khi các bạn đắp này thì sẽ có nhựa,
nó sẽ làm đen cái khăn này. Và các bạn dùng một cái khăn nào thấm dễ thấm nước để cái phần nước của cái củ này nó ngấm, để có thể ngấm mà. Và các bạn quấn lên trán cho trẻ. Mình đảm bảo rằng với cách này thì trẻ sẽ rất nhanh hạ sốt. Và mình hy vọng rằng với cái chia sẻ của mình sẽ góp ích để cho các bạn, để chúng ta có những cái cách làm hay hơn nữa mà không nhất thiết là phải dùng kháng sinh để bảo vệ sức khỏe cho gia đình của bạn. Nếu thấy hay thì và hữu ích thì các bạn sẽ ủng hộ cho mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.